rằng nếu mà chúng ta biết hướng về tri kiến Phật của mình, hướng về cái hoặc là hàng trì tụng, tức là hàng sống với tri kiến Phật của mình, thì đó là Ngài lúc nào cũng sẽ gia hộ cho mình được tất cả những cái chúng Đà La Ni, tức là được cái tâm đại tổng trì chứ gì hết. Được chú Đà La Ni này thì không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoạt loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó, cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Thì như vậy, phàm cái gì mà có tánh cách gia hộ thì đều gọi là thành chú. Thì ở đây Ngài gia hộ cho người tu, cho nên nói là nói thành chú. Nhưng mà đây nó mang hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất thì cái người họ trì kinh Pháp Hoa mà muốn tất cả nhân phi nhân không có hoạt loạn mình được, thì mình phải là tâm thanh tịnh, đừng có giấy động, đừng có nhiễm nhơ. Thì đó là chỉ cho trì chú. Rồi kế đó nữa, bởi vì mình biết hướng về với cái tri kiến Phật của mình, cho nên mình không có cái tâm mà trông cầu hay là cái tâm chờ đợi cái gì ở nơi khác. Tuy không trông cầu, không chờ đợi, nhưng chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ cho mình, không có bỏ mình. Mà cái điều này tôi cũng đã từng nói nhiều lần. Tôi nói rằng tôi không cầu nguyện Phật cho tôi cái gì, nhưng mà chính tôi đem hết tâm thành lo cho đạo thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho tôi. Điều đó không nghi ngờ. Vì vậy cho nên chúng ta trì kinh Pháp Hoa là biết trở về những tri kiến Phật của mình. Mà mình trở về tri kiến Phật của mình là cái mình của Đức Phật, của chư Phật. Vì chư Phật mục đích ra đời là vì muốn cho mình được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà bây giờ mình biết trở về cái đó, tức là đi theo cái đường mà các ngài trông mong chờ đợi từ lâu, thì làm sao các ngài không gia hộ cho mình? Bởi các ngài gia hộ cho mình, cho nên đây nói là thành chú để gia hộ cho người tu khỏi có bị trở ngại. Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thọ trì thời nên nghĩ rằng đều có sức quay thành của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì tụng ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các Đức Phật sâu trầm cõi lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung, người sẽ sanh lên trời đau lợi. Quý vị thấy, nghĩa là người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì đều được Ngài Phổ Hiền này gia hộ. Và nếu mà người nào chân chánh trì độc thọ trì độc tụng một cách chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh rồi đúng như lời trong kinh mà tu hành, đúng như lời mà tu hành, thì cái người đó sẽ làm sao? Đó là đang tu theo cái hạnh Phổ Hiền rồi, phải không? Đúng lời trong kinh tu hành thì tất nhiên y theo đây mà tu, là chúng ta sống về tri kiến Phật. Mà sống về tri kiến Phật của mình được rồi thì thấy chúng sanh cũng có tri kiến Phật mà họ không biết, họ không thấy, thì mình liền thương xót, mình giáo hóa họ, thì đó là thực hành hạnh Phổ Hiền chứ gì, phải không? Cho nên mình tu như vậy là mình đã tu theo hạnh Phổ Hiền. Thiệt ra chúng ta sở dĩ mà không muốn giáo hóa chúng sinh là tại sao? Tại vì mình giáo hóa họ thèm nghe, có khi giảng họ suốt mà họ còn chê này chê kia, chán chết mồ, phải không? Vậy rồi bây giờ mình có hăng hái muốn giáo hóa họ cũng hết muốn giáo hóa đó. Còn bây giờ nếu mình biết được căn cơ trình độ chúng sinh rõ ràng, không vượt gì nữa, mình ngộ nơi mình có cái tri kiến Phật mà thấy họ mê, cho nên đáng thương
đáng thương, cho nên mình chỉ thẳng cho họ biết, họ thấy. Thì như vậy cái tình thương đó là cái lòng từ bi. Và lòng từ bi cho nên có cái hạnh nguyện lớn. Vì vậy mà nói hạnh nguyện phổ hiền. Mà phải là đúng như cái lời dạy trong kinh mà tu hành á, thì mới được cái hạnh nguyện phổ hiền. Như vậy thì cái người đó sẽ được vô biên chư Phật, nghĩa là các công đức của Phật, rồi trồng các cội lành, vân vân. Còn nói sơ sơ thôi, chỉ là biên chép. Người nào mà biết biên chép kinh này đó thì chết cũng được sanh quả trời, dễ quá trình. Như vậy thành ra ngồi biên chép bộ kinh chừng bao lâu? Cao lắm chừng 3 tháng thôi, phải không? 3 tháng phải tu cực khổ gì hết thì được sanh quả trời. Như vậy thì còn hơn là cả đời tu thập thiện nữa, phải không? Nói như vậy thì nghe nó giảng đơn biết mấy. Nhưng mà sự thật thì nếu chúng ta biên chép, nghĩa là chúng ta ghi nhớ những cái lời Phật dạy để trở về với tri kiến Phật của mình, chỉ mới nhớ thôi thì đó đã được lên quả trời rồi. Bây giờ 48.000 thiên nữ trỗi các kỵ nhạc mà đến trước đó, người đó liền đổi mão 7 báo ở trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nên Phật nói rằng, ngài nói rằng nữa là chỉ cần viên chép ghi nhớ kinh thôi mà được sanh cõi trời, rồi lại được đội mão 7 báo, rồi được 48.000 thiên nữ trỗi kỹ nhạc đến mà đón, phải không? Rồi vui chơi khoái lạc, tất cả đều được hưởng sự an vui đầy đủ. Như vậy thì cái công ích mà cái quả nó nhiều, phải không? Mà đó là mới nói là mới có biên chép, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Đúng như lời mà tu hành thì công đức lấy đâu mà lường cho hết được. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sợ, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời đâu xước chỗ Di Lặc Bồ Tát, mà sanh vào hàng quyến thuộc 100.000 muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng. Chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh, có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sao khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mắt. Thì cái này hình như là ngài Phổ Hiền, ngài dụ với mấy ông bên nam nhiều hơn ngài dụ mấy bà bên nữ. Bởi vì cứ lên cõi trời đau lợi thì cũng thiên nữ vậy là chứ không nói thiên nam, phải không? Để mà dẫn đi chơi rồi đông đảo, rồi lên cung trời đông sức cũng vậy luôn. Cũng là ai? Cũng là 100.000 muôn ức thiên nữ nữa. Thì như vậy thì dụ mấy ông nam không à, còn không có dụ mấy người bên nữ. Mà ngược lại bây giờ bên nữ được tụng nhiều, bên nam cũng tụng. Thì quý vị mới thấy làm sao? Bởi vì cái này là cái mà chúng ta thấy, nghĩa là luôn luôn chư Bồ Tát khuyến khích chúng ta tu bằng ngoại hình thức, hoặc là dùng những cái lời ngon ngọt nhắc nhở khuyến khích, hoặc là mượn những hình ảnh mà chúng ta có cái thích thú để mà khuyến khích, hoặc là nói lên những cái lý chân chính để chúng ta phát tâm. Đó là phương tiện của Bồ Tát, đó là muốn làm sao cho chúng ta biết hướng về những cái tri kiến Phật của mình bằng mọi cách, hoặc là hướng về sơ sơ, hoặc hướng về một cách sâu dày, hoặc hướng về một cách chân thật, đều là được phước đức, được cái công đức lớn lao, không có ít. Cho nên cái cuối cùng, ngài tuyên bố hẳn hoi rằng ngài sẽ làm cho rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất.
lưu bố kinh Pháp Hoa này ở trong cái cõi Diêm Phù Đề không có khiến giết mất. Thì như vậy cái hạnh nguyện của Ngài là cốt làm sao đưa mọi người tới với cái chỗ tỉnh giác nơi mình có cái tri kiến Phật, là cái hạnh nguyện của chính các vị Bồ Tát chứ không có cái việc nào khác. Bởi vì Phật cũng hướng mình trở về đó, mục đích Phật dạy cũng là để đạt được cái tri kiến Phật, thì Bồ Tát giúp chúng ta cũng trở về cái tri kiến Phật. Cái đó là cái gốc của sự tu. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hay thay thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất cả tuy nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay pháp tâm vô thượng chứ đẳng chính giác, mà có thể thực hành nguyện thành thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thành thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì tới đây Phật khen ngợi Ngài Phổ Hiền đã do cái lòng từ bi rộng lớn mà đem hết cái khả năng của mình, công đức của mình để mà thực hiện cái hạnh nguyện giữ gìn kinh này ở trong cõi Ta Bà. Thì giờ Phật cũng hứa rằng Phật sẽ bảo vệ cho những người mà phát tâm thọ trì cái danh hiệu Phổ Hiền, mà hay nói cách khác là Phật sẽ gia hộ cho những người nào thực hành theo cái hạnh nguyện Phổ Hiền, tức là mình khởi cái lòng từ bi để đi vào cõi đời vũ trượt, tiếp độ chúng sinh, giáo hóa cho họ được giác ngộ. Đó là cái mà chư Phật đều gia hộ. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật và mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thai, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết giác của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền. Thì ở đây Đức Phật xác nhận một lần nữa, người nào mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này một cách đúng đắn chân chính thì cái người đó sẽ được thấy Phật Thích Ca như là từ miệng Ngài mà dạy cho mình vậy, trực tiếp mà nghe như vậy. Rồi Ngài lại nói rằng người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca Ngài khen ngợi và được Đức Phật Thích Ca xoa đầu, người đó sẽ được Đức Phật Thích Ca lấy y trùm cho. Thì những cái điều đó quý vị thấy Phật kinh mấy cái vị này quá chừng, phải không? Nghĩa là tại sao mà Phật kinh quá? Nghĩa là thọ trì kinh này cái thì Ngài khen ngợi nè, rồi Ngài xoa đầu nè, lấy y trùm cho. Thì như vậy nghe thì thấy như là Ngài thật là dồn hết tâm lực để mà săn sóc cái người đó. Mà sự thật vì bản hoài của chư Phật là muốn được mọi chúng sinh nhận ra được tri kiến Phật của mình, đó là bản hoài của Phật. Mà nếu mình thực hành theo cái bản hoài của Phật thì đó là cái người trung thành với Phật, được Phật quý trọng thương mến, cái điều đó là hẳn không có sai chạy được. Đó là nói cái sự gia hộ bên ngoài. Bây giờ nói bản thân người đó, người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui chơi vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, vân vân. Thì quý vị xét kỹ coi,
nếu mà chúng ta đủ lòng tin nhận ra nơi mình có cái tri kiến Phật là cái thể sáng suốt chẳng sanh chẳng diệt hằng hữu nơi mình, thì còn muốn đọc sách ngoại đạo chi nữa, rồi còn ương cái gì ở ngoài chi nữa, phải không? Mọi cái bên ngoài mình đều không còn thích, mà không còn thích thì tự nhiên mình không còn tới gần gũi những cái đó. Vì vậy mà người đó khi mà biết nhận ra cái tri kiến Phật của mình, sống thịt với nó rồi, thì mọi cái xấu xa trong tâm niệm của mình từ từ nó cũng hết. Cho nên nói rằng không bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại, rồi lại còn biết ít muốn, biết đủ, và có thể tu theo hạnh phổ hiền, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy đó là có hai phần. Phần đoạn này có hai phần. Phần trước là nói sự bảo vệ của chư Phật hay là riêng Đức Phật Thích Ca đối với cái người tu thọ trì Kinh Pháp Hoa. Phần thứ hai là cái người thâm nhập được cái Kinh Pháp Hoa hay là tri kiến Phật rồi, thì mọi cái vui của đời không nhiễm được, và mọi cái gì mà sanh dễ sanh ra phiền não xấu xa mình có thể mình dẹp bỏ được, và mình sẽ thực hành cái hạnh nguyện lợi ích chúng sinh. Phổ Hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá các chúng ma thành vô thượng chứng đẳng minh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên tòa pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Thì cái đoạn này Đức Phật dạy, nếu mà sau khi Phật diệt độ từ 500 năm trở về sau đó, mình ở đây thuộc về trong cái giới hạn đó rồi, tức là sau 500 năm, mà nếu mình thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa, thì Phật bảo rằng cái người đó là cái người mà sẽ ngồi đạo tràng, phá chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chuyển pháp luân đó, cho tất cả chúng sinh. Nói cách giản đơn hơn thì biết rằng người đó sẽ được thành Phật, chứng quả và đem giáo hóa chúng sinh. Thì cái lời nói nghe nó giản đơn như vậy, mà chúng ta làm thì nó không phải đơn giản, phải không? Nghĩa là trong cái thời Phật diệt độ rồi, nếu mà mình đã có cái lòng tin hay là đã nhận được cái tri kiến Phật của mình, mà đã nhận được tri kiến Phật của mình thì chắc chắn người đó sẽ tiến tới thành Phật không nghi. Đó là cái lời Phật muốn nhắc cho mình nhớ. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng lúa, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Tuy họ không ưa những điều đó mà họ vẫn được phước báo đó. Tại vì sao? Bởi vì cái phước của họ đã tới cái mức phải được, dù không muốn nó cũng có. Còn những người chưa tới cái phước đó, giàu muốn cũng không được. Cho nên ở đây Phật muốn nói cho thấy rằng cái người mà biết sống với tri kiến Phật rồi thì mọi cái công đức họ không có cầu mà nó vẫn được. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng bậy, luống làm hạnh ấy trọn không được lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời nay được quả báo hiện tại. Ở đây thì đưa ra hai trường hợp. Nếu mà ai thấy người trì Kinh Pháp Hoa mà chê bai, nói là điên, nói là dại, thì người đó bị tội báo nặng nề. Ngược lại, ai mà tán thán khen ngợi thì người đó sẽ được quả báo tốt trong đời hiện tại này. Thì bởi vì quý vị thấy, người mà chê cái lành hay là người mà chê cái kẻ tỉnh giác
thì tức là cái người mang, phải không? Là cái người giữ, che điều lành thì tức người đó là giữ, che cái người tỉnh tức là kẻ mê, phải không? Mà kẻ mê thì tất nhiên phải chịu ở trong đường mê, kẻ giữ thì phải xa vào đường khổ, thì cái điều đó không nghi ngờ hết. Người nào mà thấy người ta không biết uống rượu chê, dốt không biết uống rượu thì người đó có phải là người nghiền rượu chưa? À, bởi nghiền rượu cho nên thấy ai không biết uống rượu mà chê. Còn như mình thấy ai không biết uống rượu mình chê hay khen? Mình khen bởi mình không uống rượu, cho nên thấy ai không uống rượu là mình khen. Thì như vậy, người lành cho nên thấy người lành mình mới khen. Mà mình khen người lành á, thì tất nhiên là mình đã có chủng tử lành. Mà có chủng tử lành á, thì tự nhiên mình sẽ hưởng phước lành. Còn người ta làm lành mà mình chê, tức là mình đã mang cái tâm trạng ác. Mà tâm trạng ác thì tất nhiên phải đọa cõi ác, cái đó không nghi ngờ gì hết. Cho nên mình xét qua cái hình giác đó thì thấy rõ cái ý nghĩa Phật nói không có sai. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại, nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ, máu mủ, bụng thủng, hơi ngán, các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Thì quý vị kiểm có mấy bệnh đó, mình có bệnh nào không? Nếu có thì chắc hồi xưa tại mình cũng chê đó. Phải không? Nếu mà xét coi răng mình nó có thưa không? Môi mình có xấu không? Mũi mình có xẹp không? Tay chân mình có cong quẹo không? Mắt mình có lé không? Thân mình có hôi dơ không? Có ghẻ, có máu mủ? Bụng mình có thủng không? Hơi mình có ngán không? Có những bệnh nặng dữ không? Nếu có cái đó là tại hồi trước mình chê đó, phải không? Bây giờ ráng sám hối, ráng khen ngợi, đừng có chê nữa. Thì đó là lời mà Phật muốn kết thúc cho chúng ta thấy rằng Kinh Pháp Hoa, đó là mình nói theo cái từ ở trong Kinh, còn nói theo cái ý nghĩa là tri kiến Phật, người biết trở về, biết gìn giữ, là người đáng kính, vì đó là họ đã biết sống lại với cái nhân Phật của họ, thì tự nhiên cái quả Phật sẽ đến. Chúng ta không dám khinh thường. Nếu chúng ta khinh thường, đó là chúng ta tạo nghiệp ác, chúng ta phải đi trong con đường mê mãi mãi. Vì vậy cho nên tội nghiệp nặng nề. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát thuyết pháp này, có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức môn triền đà la ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số các vị đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền vân vân các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất vân vân các vị Thanh Văn, và hàng trời rồng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui, thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi. Như vậy là xong. Quý vị thấy, nghĩa là cái phẩm Phổ Hiền là cái phẩm chót. Phẩm chót tức là để khuyến khích người trì kinh và ủng hộ người trì kinh. Như vậy đó là cái phần lưu thông để cho tất cả đều thấy rằng Kinh Pháp Hoa phải bảo vệ, phải thọ trì và sẽ được mọi sự ủng hộ của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chúng ta không nên xem thường. Đó là cái phần kinh xong. Bây giờ tôi tóm yếu lại cho quý vị thấy trong bao nhiêu phẩm nó có những sự liên hệ nhau như thế nào. Và tổng kết đầu tiên là phẩm tự. Phẩm tự tức là phẩm theo sách thì chúng ta gọi là tựa. Phẩm tự là nói tổng quát cái toàn bộ Kinh Pháp Hoa. Cho nên
phẩm này nó đứng ở ngoài, nó không nằm ở trong cái hệ khai thị ngộ nhập và tri kiến. Phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện là chỉ cái tâm chỉ hay là cái mục đích mà trong kinh gọi là bản hoài của chư Phật ra đời là cốt khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì đó là cái bản hoài của chư Phật. Dù Phật có nói pháp gì, có dạy lời gì cũng không ngoài cái mục đích đó. Cho nên cái phẩm phương tiện là cái phẩm tâm chỉ hay là mục đích của toàn bộ kinh. Rồi kế đó là phẩm thí dụ. Thì phẩm thí dụ này nó có hai phần. Phần thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe phẩm phương tiện, biết được mục đích của chư Phật rồi, thì Ngài liền ngộ được cái tri kiến Phật. Cho nên Ngài trình bày sở ngộ của Ngài. Và sau đó Đức Phật giải thích thêm bằng cái thí dụ. Thí dụ là nhà lửa và những đứa con của ông trưởng giả trong nhà lửa. Vì muốn phương tiện cho những đứa con thoát khỏi nhà lửa, nên ông trưởng giả ở ngoài mới nói ba chiếc xe đẹp, các con ra thì ta sẽ cho. Thì như vậy ba chiếc xe là để nói rằng ba thừa, mà ông trưởng giả là Phật. Phật dùng ba thừa là để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi cái dòng sanh tử, bị ngọn lửa sinh tử thiêu đốt. Đó là cái phương tiện Phật muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái nhà lửa tam giới, chứ không có phải là cái lẽ thịt. Bởi vậy cho nên cái phẩm này nó làm sáng thêm cái phẩm phương tiện ở trên. Thì qua cái phẩm thí dụ rồi, thì các cái vị A-la-hán, đệ tử lớn của Phật như Ngài Ca Diếp v.v. liền cảm ngộ được cái chỗ chỉ của Phật, cho nên mới trình bày cái lòng tin và cái chỗ hiểu của mình cho Phật biết. Thì đó là phẩm tính giải thứ tư. Thì phẩm tính giải đó đại diện là Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên v.v. bốn vị trình bày cái chỗ ngộ đạo của mình bằng hình ảnh gã cùng tử, phải không? Ví dụ gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, rồi sau đây trở về quê, cha giàu quá không dám nhìn, rồi chỉ đi kiếm những cái nghề tầm thường làm lụng để có cơm ăn qua ngày, không bao giờ dám tưởng rằng mình là con ông trưởng giả, mình sẽ được kế thừa sự nghiệp. Mà rồi bất thần ông trưởng giả tìm phương tiện này phương tiện nọ để dẫn dụ, rồi về ở gần với cha, rồi cha giao từ từ sự nghiệp, tới khi thấy quản lý xong được sự nghiệp thì cha liền giao phó tất cả sự nghiệp cho. Thì đó là để nói lên cái tín giải các ngài thấy được cái đạo lý ý. Cho nên tới cái phẩm thứ năm, Phật dùng cái dược thảo dụ. Dược thảo dụ mục đích là Phật nói cái pháp của Phật dạy là bình đẳng, nhưng mà sở dĩ có chia làm tam thừa vân vân là vì cái căn cơ chúng sanh nó không đồng. Bởi căn cơ chúng sanh không đồng cho nên buộc lòng Ngài phải có nói pháp sai biệt, hoặc là cao, hoặc là trung bình, hoặc là thấp, tùy theo cái chỗ nhận thức của cái chúng sinh mà Ngài có cái pháp nó sai biệt. Nó pháp sai biệt nhưng mà mục đích của Ngài giảng dạy là bình đẳng, không có sai biệt. Ví dụ cũng như một trận mưa, phải không? Trận mưa thì trận mưa đó tất cả cây cối đều được mưa thấm nhuần như nhau, nhưng mà hấp thụ thì lại có sai biệt. Nên thì sai biệt đó là tại cái gì? Là tại cái cây lớn, cây vừa và cây nhỏ, mỗi cây có cái khả năng hấp thụ khác nhau, thành ra coi như là cái mưa là bình đẳng mà hấp thụ thì sai biệt. Nó để làm sáng thêm cái ý nghĩa Phật dạy là bình đẳng đều đưa tới thành Phật, nhưng vì chúng sinh trình độ sai biệt buộc lòng Phật phải nói
có cái khác nhau để giống với họ để được lợi ích. À, vì vậy cho nên qua hai cái phần đó rồi thì tức là phẩm tính giải, phẩm dược thảo dụ thì làm cho các cái vị thanh văn như là ngài Ca Diếp vân vân trong lúc đó nhận định thấu suốt không còn ngờ vực nữa. Vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký thì Phật liền thọ ký cho các vị này sẽ được thành Phật, tức là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên vân vân, nghĩa là bốn vị đó đều sẽ thành Phật. Đó là vì đủ lòng tin, đủ cái nhận xét đúng như Phật đã dạy, nên Phật thọ ký.